Vâng, hôm nay chúng ta được xem hai pháp sư mới học qua trường 99 phố vọng, cái gì vậy nhỉ? Vâng, hôm nay về thực tập tại cơ sở điện lạnh Thung Thuyết. Vâng, một lò vi sóng này hiện tượng là không nóng và bây giờ đang được các pháp sư nghiên cứu. Vâng, một phát xuôi tay sóng đã bắn được lên Elect. Các đồng chí đang phải lé máy sợ mà sóng nó bắn vào chim à, ôi chết, sợ sóng nó bắn vào người. Hai lò vi sóng cùng thuộc dạng cơ. Đây là một dạng lò rất dễ sửa chữa và đồ thay thế thì là bạt ngàn luôn. Đó. Và sửa cái mầm bệnh này thì nó cũng đơn giản thôi. Cách kiểm tra thì cực kỳ là đơn giản. Nhưng mà tôi còn lâu mới nói ở đây. Kia là bác thợ cá. Bác đang đâm chiều với mầm bệnh. Bắn mấy phút này cháy bố nồi chết. Nó không hết giờ à, cái này nó có chạy hết giờ không? Đóng rồi. Có ai có tí nhiệt nào? Tí nào? Cần gì hết giờ đây. Thôi thay súng đi. Vâng, một pháp sư khẳng định thay súng đi. Các bác hãy xem kiểm tra súng nhé. Vâng, đã kiểm tra súng. Vâng, với những cái kinh nghiệm trong trường là anh đã phát biểu một câu là thay súng. Với mức kiểm tra sơ qua là cho cốc nước vào trong lò vào bắn thử. Tí này giật cho bay người lên đi. Rất là rồi. Vâng, kịch hay sắp đến. Từ sáng giờ ôm hai con lò này no à nhỉ? Vừa ngồi thôi, vừa đi chợ đi ra vậy. Chơi đi, ờ, đây này. Chơi đi. Chơi là xem là chuyên ngành đến đâu rồi để biết đường. Tại sao? Đơn kia cái đơn tụ rồi. Lại kiểm tra. Lại kiểm tra tụ. Chú Thành mai bán cho lại cái đồng hồ nhé. Đấy có đồng hồ đi đồ à. Tao hôm nọ sao chạy lên Xuân Phương một thòng tao lấy nó một cái về đã sử dụng đâu. Không biết không vừa. Không vừa. À không vừa đâu. Mày bảo này không có. Ờ thì chắc bộ không có ăn gì. Tao lên Xuân Phương tao lấy một thòng tới cái đồng hồ thì tao đo đâu. Đồng hồ nào? À đồng hồ này hả? Ừ. Được. Không, chắc là không không sao. Con tụ này được, cái con này không, cái con tụ từ nãy nhà mày về thì ta đút ở đây rồi. Thấy hết rồi. Từ con này ta đút ở đây rồi. À. Còn con này được vừa ra. Nãy bắn cái nóng giờ lại cũng nóng. Thế. Nguyên nhân tìm đi. Ồ, để quay người ta đang xem này, đông lắm này này. Tất cả 1200 phút rồi này. À cái nào. Một con sóng này thôi. 1200 người xem đấy này. Đâu thầy dạy cách đo như nào, đo xem nào. Anh học kéo ấy. Anh học kéo. Cái con này là đo. Vặn mấy phút đấy mà để lâu kìa. Để mấy phút đấy? 3 phút từ nãy giờ quay video 4 phút rồi. Sai đây chìa khóa này. Anh đang đi xe thì chìa khóa là. Đấy ông đùa chẳng là ông đùa. Thầy bảo không nóng kiểm tra gì ông đùa. Tôi biết đường. Xem ông đến đâu tôi bảo ông. Ông cái tay không bắt giặc thế này thì làm sao mà kiểm tra được. Yeah.
em mới gạch nọ được rồi, nhưng mà chỉ nước vẫn chịu. Nước có nghĩa là trong quá trình mà ông đã vặn nước rồi mà ông lại chỉnh tiếp lần nữa thì nó không thể được. Nó không ngắt được. Ngắt nước được mà ông phải, nói chừng là ông phải vắt sạch đi xong rồi ông xả lại từ đầu. Đúng rồi. Thì nó mới nóng được. À. Nó còn nước thì nó chả thế. Không, nhưng chỉnh nước thì cứ tràn. Thế vì sao ta chỉnh con ốc ta vặn vào tí nữa thì nó tăng lên được một tẹo nữa thôi. Ừ. Đúng không? Chỉnh vào là sẽ tự đang bị giòn. Tụ bị giòn. Tụ bị giòn. Đây không? Lúc còn này là cái nào? Đây tôi biết. Con mới của con kia đấy. Thế? Còn đấy thì mấy mới rồi. Con này. Lại nóng rồi này, cho bắt nước vào thử, kẹp dòng vào. Cho bắt nước vào có khi lại nóng được. Đồ thì kiểm tra về lâu hơn tí. Xem dòng nó như thế nào mới được. Không cần cho đĩa đâu, để một chỗ nóng nóng mà. Hả? Không, đặt bên ngoài thôi, đặt ngay nhé, mé ngoài được mà. Coi là đồ tổng thể nào. Không cái gì, những cái gì chạy rồi, những cái gì chưa chạy, ông cứ đo linh tay rút ra lại cắm vào. Đâu vừa đấy cũng ngon, nhưng vừa đấy còn ngon là nó cắm vô, con kia rút ra tiếp hỏa. Thế giờ sao? Rồi cái súng này không? Nghĩ là súng thôi. Ra đi. Không được thì cặp dòng thử thôi. Ông làm đúng theo quy trình 10 phút rồi. Đi cho xem. Đây, mình vẫn đồng hồ đấy chứ. Đo tụ đo thang nào ấy nhỉ? X10K. 10K là 50.000 à? Lấy đồng hồ mới nhá. Cái đồng hồ này sợ chuẩn nấc gà, cái đồng hồ đấy nấc kéo là gần như nấc kéo là nó kết 10.000. Trong khi đó thân tụ này nó ghi là cái đó gì? Ui, kim vật mạnh thế. Hả? Kim vật không có chỗ đỗ luôn. À phải hãm mà, phải lấy bắt ốc hãm mà. Qua tay. Nay khai xuân mượn cái đồng hồ mới chẳng. Để cho đo cho nó mát tay. Thường lấy cầm mấy đi, quên bỏ cầm mấy đi. Mấy rồi. Có một cái đồng hồ ấy nhưng mà chắc chị con này chắc thông luôn, con nào chắc thông thông luôn. Ồ. Ngáp rồi đấy, có khi nóng ở ngoài rồi đấy. À 8 phút nóng rồi. Nhưng mà đua lại con tụ đi xem nào. Lại lúc đứng không à? Con này là tớ mới có thay tụ vào để thử thôi. Tớ thấy ở ngoài nó lắm, cái là tớ cho vào. Tớ thử vừa bệnh là con này nó đéo như con đấy, con này nó phải tháo hết cả cái bướm này ra mới rút được. À, dưới gầm nha. Tí, sửa tí xong giờ 10 phút rồi đấy không ạ? Kiểm tra nhanh đi tôi xem nào. Ta không đóng hỏng cái gì, bây giờ kiểm tra xem tại sao nó hỏng rồi, hỏng cái gì. Nào, giờ còn đến tìm cái dụng cụ gì nữa để đo, để kiểm tra xem nó hỏng cái gì. Còn máy giặt đây của cái đằng kia nó lát quá, giãn rồi. Mà bằng giãn nó giả đéo. Kéo dòng luôn rồi. Đéo kéo dòng. Hả? Có cái dùng kéo dòng luôn. Gì? Tình hình tiến triển của video không nói chuyện tình yêu. Cái này quá nó thông ra.
cái đồng hồ có kêu. Này đấy cái tiêu chip nó cái đấy chắc có kêu gì đấy. Thằng x cơ, thằng nhân một mới kêu. Nhân một bạn ơi. Kiểm tra coi ông đi, ông nhìn của tôi làm gì? Nóng rồi. Đấy không đùa đâu, có đùa đâu, đùa đâu. Kiểm tra đi. Con này là đi nhà người ta để nguyên cái nút này đây. Thì cái đấy có mỗi sóng không à? Ừ, mỗi sóng không thôi, à. Không có nước. Thì đơn giản rồi nhỉ? Ừ. Thì như thả cái con kia của tớ nó lại có cái mai xoa ấy cơ. Mai xoa đủ ấy cơ, nó kiểu ấm nước cơ. À, nó ở trên gì? À. Nó xoăn xoăn ở, treo ở trên gì? Nó lại đốt bằng cái đấy, nó đốt bằng cái này. Cái này nó đốt bằng hai thanh ngang này, thanh bóng sấy này. Đèn sưởi. Ờ, à, đấy như thế. Đèn sưởi của mình ấy. Tắm hả? Chưa. Cho này nhé. Đấy. Cố quá. Đấy, nghe riêng chưa? Nấc X1 đo thông luôn. Cũng đo thông được. Để thì đo thông thì nó kêu vậy thì nó ấy hơn, đỡ phải nhìn. Cho nên cắm ngay. Đây giờ đầy đủ thông tin cho đầy đủ tất băng bệ chưa kiểm tra mà. Chưa rồi đấy đâu. Cái nút đấy là đúng cho con này. 1 phút rồi chưa bắt ra bệnh nhỉ. Được. Tí. Nóng lắm. Bốc khói, cho nó bốc khói. Không nó mà tí có nóng là cái cạnh này nó nóng sờ nóng ngay nghe. Vâng, đây các đồng chí hãy xem. Chưa lên dòng. 11 phút. Chưa bắt ra bệnh. Chưa lên dòng. Thế là kẹp con bên này. Đó đấy, bắt đầu nó bắn đấy. Nó bắn đâu. Đặt kéo phải. Nó lên dòng không? Chưa bắn. Rút điện ra. Có bóng đèn. Con đèn lắp vào hai cái biến áp để xem có lên không. Cái bóng bình thường thôi gì. Tôi cẩn thận bật chân biến áp rồi đấy. Chân nó chỉ gắn hờ thôi. Thôi khả năng phải tạm dừng cái video này rồi. Kết quả là 13 phút mà chưa xong bệnh này thì chưa khả thi. Thôi xin chào bà con, xin tạm dừng.